không có giường nào, một con rắn khổng lồ. Wow, là hậu vệ nha. Dương xin chào tất cả cô chú anh chị, quay trở lại kênh YouTube của Dương nha. Thì đầu năm mới Dương chúc cô chú anh chị mình dồi dào sức khỏe, năm mới làm ăn phát tài, tiền vô như nước, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Thì hôm nay mùng 9 Tết Dương có đi quay một cái clip là thăm lợp gắn nha. Tại vì hôm trong Tết Dương có đặt hai mươi mấy cái lợp gắn khu vực này, thì hôm nay Dương lên Dương đi thăm, Dương sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Thì Dương cũng vừa tới bãi gần này để thăm nha. Giờ Dương chuẩn bị đi vô đây cho thăm cho cô chú chị mình xem nha. Nay đội nón whip à. Năm mới rồi mình phải đổi phong cách được. Thường là cái con này nó màu đen phải chứ, nó có cái nhìn kỹ mới biết nha cô chú anh chị, nó có cái mặt trăng trên lưng nè, nó phồng lên. Rồi thì Dương để đây, Dương sẽ đi thăm tiếp mấy cái lợp phía trên nha. Em gà luôn. Đặng sao giờ lấy em gà luôn. Con chuột con nguyên luôn. Con cái hoa hành gần đây thì nghe mùa hành như ta. Nắng mệt quá cô chú chị ơi. Con chuột con nguyên. Cái con gắn hành đây. Cô gái hoàng thì chết, chuột thì sống là sao? Đây, một em hổ hành mà sao chết queo. Con chuột thì còn bình an vô sự. Sao vô mà bị chuột cắn chết ta?
thì sao mà con rắn này vô đây mà bị con chuột cắn chết không biết nữa. Con chuột thì còn sống nhăn mà con rắn thì chết queo rồi, chắc là do mình đặt lâu quá. Bữa giờ được 10 ngày luôn rồi đó, bữa từ bữa trong Tết giờ là 10 ngày. Cho thấy mình có được không gì. Wow, đang hùng đóng luôn. À. Wow, quá nặng á. Wow. Hấp dẫn nha. Ba nặng luôn nè. Bự lắm, con này bự lắm. Không dẫn. Chứ nó lạc mắt cái là hay. Phí rồi. Để kiếm đường xuống nè. Con này to à. Thì Dương thấy con này nhỏ quá nên là Dương định thả nó đi nha. Với lại con này rất là độc, nếu mà sơ sẩy thì mất mạng nha cô chú anh chị. Ở dưới quê mình nếu mà loại này là nó sẽ đen nha, nhưng mà sao mà con này ở trên này nó lại vàng mà nó có cái mặt trăng ở trên đầu nữa nè. Vô thấy cũng ghê quá. Thì để Dương tìm cách thả nó ra cho nó đi nha. Con này cũng nhỏ quá. Đây cái mặt trăng cô chú anh chị nhìn rõ mới thấy, tại vì nó phải phùng lên cô chú anh chị mới thấy được cái mặt trăng của nó, còn nó xếp lại là nhìn thấy nó nhỏ xíu xíu à, nó hơi đen đen thôi. Nhìn kỹ kỹ mới thấy nè. Nè đó, nó hơi phùng lên nhìn thấy cái mặt trăng đó nè. Đó. Đó. Nó phải phùng vậy nhìn mới thấy hơi hơi thôi. Ngay chân cho đây, ngay đây nè. Thì để Dương gom đồ ra xe hết đi rồi mình tìm cách thả nó nha. Để anh thả con rắn này ra đi cho nó đi kìa. Rồi nha. Thì Dương thả cho nó đi nghe của chú chị đó. Nè, qua. Rồi đi đi. Đi 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 đi. Thì chắc sau cái clip đi bẫy rắn này là Dương sẽ hạn chế hay là có lẽ là không đi bẫy rắn nữa nha cô chú anh chị. Tại vì mình thấy cái trước giờ Dương bắt chưa có con nào độc hết á. Giờ bắt cái con độc mình thấy nguy hiểm quá. Thôi thì chắc có lẽ là không đi bẫy nữa. Sang bắt cái khác đi hoặc là nấu nướng gì đi chứ giờ thấy nguy hiểm quá. Rồi còn mấy cái này thì Dương đi thăm và Dương sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem luôn. Thì ở trong đây Dương còn đặt 3 cái nữa. Ở trong đây một cái xích đầu kia cái, với lại bên cái nhà quan này cái. Còn 3 cái duy nhất thôi nha. Thì 3 cái này nữa là kết thúc. Hy vọng là 3 cái này sẽ có thêm một con hai con gì nữa để cô với cô chú anh chị mình thưởng thức nha. Bữa ở đây dắt nhiều lắm nhưng mà giờ trời nắng chắc là không có rồi. Con của chú chị một con, thấy cái đầu lú lú ra kìa. Đây một con hổ dện đó nha. Wow, đây con này chắc hơn nửa ký, bự á, cũng bự. Một con hổ dện đó. Con này hơn được chứ. Wow. Có lý. Trong cái lùm trước này cái nữa.
rồi mình lấy cái lá mình lá lên đỉnh mình đậy lại. Rồi một em hổ hành, đây một con hổ hành nha. Wow, bên đây thu hoạch khá vậy ta. Rồi còn một cái duy nhất, không biết nó sẽ như thế nào. Cái này là Dương đặc biệt đặt ở trong nhà đó luôn đó, đặt trong cái nhà quan luôn. Tại Dương thấy có mấy cái gạch đá đó, cho nên là Dương đặt ở trong đó. Ở đây có mấy cái đống gạch người ta đập xuống á. Dương nghĩ là nó sẽ vô trong này, nó ở trọ trong này, chú ngủ ở trong này chứ không phải là ở trọ, là có chỗ nó chú ngủ á, cho nên là Dương nghĩ nó sẽ vô trong này, nó ở đây, nên là Dương lấy cái lợp đặt ở trong đây luôn đó. Thấy cái bãi quá trời ngon không. Dương nghĩ là gạch đá như vậy là nó ở trong này nhiều lắm, hy vọng là đây sẽ có con nữa nha. Ôi Dương không có trời, con chuột không nguyên. Bãi này hấp dẫn gì mà không có. Con chuột còn y tinh luôn. Thì Dương cũng vừa thăm mấy cái lợp gắn xong nha cô chú anh chị. Thì cũng được 4 con, 5 con. Nhưng mà một con gắn hành thì nó chết, Dương cũng bỏ rồi. Lại một con gắn hổ mèo thì nó nhỏ nhưng mà nó có độc quá nên là Dương thả đi, thì chỉ bắt lại những con hổ dện nè đó. Với lại con gắn hổ hành mới vừa, hai con này mới vừa thăm sau đây. Với lại một con ở trên xe thì Dương bắt hồi nãy, Dương thăm nãy bên cái bãi bên kia. Đây con hổ dện này cũng tầm cho con ký mấy á đó, thì còn lại ba con thôi. Giờ Dương quay về chút xíu, Dương đổ ra lòng Dương sẽ cho cô chú chị mình xem nha. Đây nha, đây là ở Dương nào một con gắn khổng lồ. Wow, là hổ dện nha. Kinh khủng luôn, quấn tay không ra luôn. Bây giờ nó mạnh, nó mạnh kinh khủng được chứ. Rồi đây là cái thành quả của Dương của ngày mùng 9 nha. Dương tạm kết thúc cái clip đây. Bye bye của chú anh chị. Chú anh chị gặp lại clip sau nha.